Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 2 thân mến. Hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau chữa quyển bài tập hàng ngày tiếng Việt 2 tập 1 của cuốn sách Cánh Diều. Trong video ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em chữa bài 14, Công cha nghĩa mẹ. Phần đầu tiên sẽ là phần bài đọc 1. Để chữa được bài tập ở phần này, các em sẽ mở sách giáo khoa lớp 2 tập 1 của cuốn sách Cánh Diều. Bài đọc Con chả biết được đâu, trang 113. Các em sẽ nghe cô đọc bài đọc và chúng ta sẽ dựa vào nội dung của bài đọc để tìm câu và dựa vào nội dung bài đọc để tìm câu trả lời cho các câu hỏi của bài đọc. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em đọc một lần bài đọc Con chả biết được đâu. Mẹ đan tấm áo nhỏ. Bây giờ đang mùa xuân, mẹ thêu vào chiếc khăn cái hoa và cái lá. Mẹ đi trên hè phố, nghe tiếng con đạp thầm, mẹ nghĩ đến bàn chân và con đường tít tắp. Thường trong nhiều câu chuyện, bố vẫn nhắc về con. Bố mới mua chiếc chăn dành riêng cho con đắp. Áo con bố đã giặt, thơ con bố viết rồi. Các anh con hỏi hoài, bao giờ sinh em bé? Cả nhà mong con thế, con chả biết được đâu. Bài thơ của tác giả Xuân Quỳnh. Như vậy, cô đã vừa đọc cho các em nghe nội dung của bài đọc Con chả biết được đâu. Dựa vào nội dung của bài đọc này thì chúng ta sẽ thực hiện phần đọc hiểu ở trong phần bài đọc 1. Bài tập 1. Người mẹ trong bài thơ đã thêu hình gì vào chiếc khăn tay? Em hãy nối các hình ảnh đó với hình ảnh người mẹ sao cho đúng với nội dung của bài thơ. Thì cô sẽ có các hình ảnh như sau. Ở giữa thì chúng ta thấy có hình ảnh một người mẹ đang đan một chiếc áo. Bên cạnh thì chúng ta có hình ảnh một cây cam, một bông hoa, hình ảnh quả cam và hình ảnh cái lá. Để thực hiện được bài tập số 1 này thì các em sẽ quan sát vào trong khổ thơ 1 của bài thơ. Ở khổ thơ 1 này thì chúng ta thấy rằng người mẹ đan những sự vật như sau vào chiếc khăn tay. Ở khổ thơ thứ nhất thì các em thấy rằng người mẹ đã thêu những hình sau vào chiếc khăn tay. Mẹ thêu vào chiếc khăn cái hoa và cái lá. Như vậy thì với bài 1 này thì chúng ta sẽ nối hình ảnh người mẹ đang thêu vào chiếc khăn tay, hình bông hoa và hình cái lá. Các em hãy quan sát và nối đúng vào hai hình ảnh này giúp cô nhé. Tiếp theo, các em hãy quan sát sang bài tập số 2. Dòng nào dưới đây thể hiện sự quan tâm của người bố đối với em bé chưa chào đời? Em hãy đánh dấu V trước đáp án đúng. Trong bài số 2 thì chúng ta sẽ có 4 đáp án như sau. Đáp án thứ nhất, mẹ thêu chiếc khăn cho em bé. Đáp án thứ hai, bố mới mua chiếc chăn cho em bé. Đáp án thứ ba, mẹ dẫn em bé đi dạo. Và đáp án thứ tư, bố giặt áo và làm thơ cho em bé. Với bài tập số 2 này thì các em sẽ quan sát và điền trước các đáp án đúng như sau. Đáp án thứ nhất, mẹ thêu chiếc khăn cho em bé. Thì đây cũng là một sự quan tâm đối với em bé chưa chào đời, nhưng mà của người mẹ. Ở trên đề bài thì chúng ta đang thấy rằng đang hỏi sự quan tâm của người bố đối với em bé. Như vậy thì đây là một đáp án chưa đúng, và chúng ta sẽ không đánh dấu vào ô trống ở trong câu thứ nhất. Câu thứ hai, đáp án thứ hai, bố mới mua chiếc chăn cho em bé. Với đáp án thứ hai này thì chúng ta thấy có câu thơ ở trong bài thơ như sau. Bố mới mua chiếc chăn dành riêng cho con đắp. Như vậy thì đây là một đáp án thể hiện sự quan tâm của người bố đối với em bé chưa chào đời. Và đáp án đúng thì chúng ta sẽ đánh dấu tích vào ở ô trống trong đáp án thứ hai này. Đáp án thứ ba, mẹ dẫn em bé đi dạo. Thì ở đây thứ nhất, thì ở đây với đáp án này, thứ nhất thì đây là sự quan tâm của người mẹ chứ không phải người bố. Và thứ hai thì em bé chưa chào đời thì em bé cũng chưa thể đi dạo được. Như vậy thì đây cũng là một đáp án chưa đúng, thì chúng ta cũng sẽ không đánh dấu vào ô trống ở đáp án thứ ba này. Và cuối cùng đáp án thứ tư, bố giặt áo và làm thơ cho em bé. Thì với đáp án này chúng ta có câu thơ trong bài đọc như sau. Áo con bố đã giặt, thơ con bố viết rồi. Vậy thì dựa vào hai câu thơ vừa rồi cô vừa đọc cho các em nghe thì đây là một đáp án đúng. Vậy các em sẽ đánh dấu vào ô trống trong đáp án thứ tư này. Như vậy thì ở bài tập số 2 này các em sẽ đánh dấu tích V vào đáp án đúng ở đáp án thứ 2 và thứ 4. Tiếp theo, cô và các em sẽ chuyển sang bài tập thứ 3. Người được nhắc đến trong câu thơ con chả biết được đâu là để chỉ ai? Em hãy khoanh vào đáp án đúng. Các em nhìn thấy sẽ có 4 đáp án như sau. Đáp án A là hình ảnh một bạn nam đã trưởng thành và học xong. Đáp án B là hình ảnh một bạn gái đã học xong và trưởng thành. Đáp án C là hình ảnh một em bé ở trong bụng mẹ còn chưa chào đời. Và đáp án D
là một hình ảnh em bé nhỏ mới chập chững biết đi. Với bài tập số 3 này thì dựa vào nội dung của bài đọc, chúng ta thấy rằng câu thơ "con chả biết được đâu" để chỉ em bé ở trong bụng mẹ chưa chào đời. Bởi vì em bé còn chưa chào đời và cũng chưa được biết thế giới bên ngoài như thế nào, hay chưa có nhận thức về cuộc sống bên ngoài ra sao, cho nên con chưa biết được những tình cảm hay sự quan tâm mà bố mẹ đang quan tâm tới con ở bên ngoài. Vậy thì với bài tập số 3 này, đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án C. Em sẽ khoanh tròn vào đáp án C. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 4. Theo em, bài thơ muốn thể hiện điều gì? Với bài tập số 4 này thì dựa vào các ý mà cô đã vừa hướng dẫn các em ở các bài tập số 1, số 2 và số 3, cũng như nội dung của bài thơ mà chúng ta đã được đọc, thì em sẽ thấy rằng bài thơ muốn thể hiện về tình yêu thương, sự mong ngóng của bố mẹ và các anh đối với em bé chưa chào đời. Đây chính là ý nghĩa mà bài thơ muốn thể hiện. Thì em sẽ ghi nội dung này vào trong vở bài tập ở ô trống cô. Đây chính là đáp án của bài tập số 4. Các em sẽ ghi đầy đủ vào trong vở bài tập của mình giúp cô nhé. Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ 2 của bài đọc 1. Đó là phần luyện tập. Bài tập số 1, em hãy tìm và viết lại 3 từ ngữ chỉ tình cảm người thân trong gia đình. Thì dựa vào những kiến thức mà các em đã được học về từ ngữ chỉ tình cảm người thân trong gia đình, thì các em có thể tìm và ghi lại những từ ngữ đó. Chẳng hạn như chúng ta sẽ có những từ ngữ nói về tình cảm của con cháu đối với ông bà, bố mẹ, với các từ như là kính trọng, biết ơn, hoặc tình cảm của ông bà, bố mẹ đối với con cháu, chẳng hạn như yêu thương, quý mến hay quan tâm chẳng hạn, thì chúng ta cũng sẽ có rất nhiều từ có thể ghi vào. Thì cô sẽ gợi ý các em 3 từ sau, đó là từ yêu thương, yêu quý và quan tâm. Đây chính là 3 từ ngữ chỉ tình cảm người thân trong gia đình mà cô gợi ý cho các em. Ngoài ra thì các em cũng có thể tìm thêm các từ khác và ghi vào trong vở bài tập của mình nhé. Tiếp theo các em quan sát bài tập số 2. Em hãy đặt câu thể hiện tình cảm của em với bố mẹ có sử dụng một trong những từ em vừa tìm được ở bài tập trên. Thì như vậy thì khi mà chúng ta đã tìm được các từ ngữ chỉ tình cảm người thân trong gia đình ở bài tập 1 rồi, các em sẽ sử dụng từ mà chúng ta tìm được đó để đặt thành một câu. Ở đây thì cô sẽ gợi ý các em đặt một câu với từ yêu quý như sau. Em rất yêu quý gia đình của mình. Đây là câu mà cô vừa gợi ý các em đặt câu với từ yêu quý. Ngoài ra thì các em sẽ tự tìm thêm và đặt theo câu mà tương ứng với từ em đã tìm được ở bài tập 1. Tiếp theo, cô và các em sẽ chuyển sang bài tập số 3. Em hãy đánh dấu tích vào ô trống trước câu nói thể hiện tình cảm yêu thương của em dành cho cha mẹ. Thì chúng ta sẽ có 4 câu như sau. Mẹ có thể đưa con đi học không? Ngày mai bố chở con đi học nhé. Con yêu bố mẹ nhiều lắm. Mẹ à, con thương mẹ lắm. Vậy thì với 4 câu này chúng ta thấy rằng câu thứ nhất và câu thứ hai, mẹ có thể đưa con đi học không? Và ngày mai bố chở con đi học nhé. Thì đây là một câu yêu cầu hoặc đề nghị của người bạn, của bạn nhỏ với bố mẹ để bố mẹ có thể đưa mình đi học, chứ không phải một câu thể hiện tình yêu thương của bạn nhỏ dành cho cha mẹ. Thế còn với câu thứ 3 và câu thứ 4, con yêu bố mẹ nhiều lắm và mẹ à, con thương mẹ lắm, thì hai câu này có những từ thể hiện tình cảm yêu thương của bạn nhỏ dành cho cha mẹ như từ yêu hay từ thương. Thì như vậy đây chính là hai câu thể hiện tình cảm yêu thương của bạn nhỏ dành cho cha mẹ. Thì các em sẽ đánh dấu tích vào trước ô trống của các câu này giúp cô. Tiếp theo các em sẽ quan sát bài tập số 4. Cho những từ sau, em hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống. Cô có cái từ như sau: từ nhớ, ngọt ngào và trìu mến. Và ở bên dưới thì cô sẽ có đoạn văn như sau: mẹ đi công tác, phẩy, na, ô trống, mẹ quá, chấm, nhớ ánh mắt, ô trống của mẹ, phẩy, nhớ nụ hôn, ô trống, mẹ đặt lên má khi Trúc ra ngủ ngon. Đoạn văn sưu tầm. Với bài số 4 này thì chúng ta sẽ ghép các từ này vào trong ô trống để xem nó có phù hợp với ý nghĩa của câu đó hay không. Thì như vậy chúng ta sẽ được câu hoàn chỉnh có điền các từ vào ô trống như sau. Ô trống thứ nhất thì cô sẽ điền từ nhớ để được câu. Mẹ đi công tác, Na nhớ mẹ quá. Chúng ta điền từ nhớ vào ô trống thứ nhất. Câu tiếp theo có hai ô trống: nhớ ánh mắt trìu mến của mẹ, nhớ nụ hôn ngọt ngào mẹ đặt lên má khi Trúc Na ngủ ngon. Vậy thì chúng ta sẽ có hai từ điền tiếp theo vào ô trống thứ hai và thứ ba, đó là từ trìu mến
và ngọt ngào. Các em sẽ điền các từ này vào trong ô trống giúp cô. Thì đây là các từ mà các em sẽ điền vào trong ô trống để được đoạn văn hoàn chỉnh. Các em sẽ quan sát và xem mình đã điền đúng và điền đầy đủ vào trong của bài tập của mình chưa các em nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ hai là phần bài viết 1. Trước tiên chúng ta sẽ thực hiện bài tập số 1 là bài tập nghe viết. Thì các em sẽ nghe cô đọc một lượt bài ca dao Ai về tôi gửi buồng cau. Sau đó thì các em sẽ quan sát bài ca dao và viết đầy đủ vào trong phần ô ly ở trong vở bài tập giúp cô. Bài ca dao như sau: Ai về tôi gửi buồng cau, buồng trước kính mẹ, buồng sau kính thầy. Ai về tôi gửi đôi giày, phòng khi mưa gió để thầy mẹ đi. Thì đây là cái phần nội dung bài ca dao mà cô vừa đọc cho các em nghe. Các em sẽ ghi vào trong vở bài tập của mình thật là nốt, đẹp và đúng chính tả các em nhé. Tiếp theo, các em hãy quan sát vào bài tập số 2. Bài số 2, em hãy nhìn hình và điền chữ ngờ đơn hoặc ngờ kép vào chỗ trống thích hợp. Với bài tập số 2 này thì các em sẽ dựa vào kiến thức mà các em đã được học về quy tắc viết chính tả chữ ngờ đơn và ngờ kép. Với bài tập số 2 này thì cô sẽ lùi các em thêm một chút như sau. Tức là khi mà chúng ta học về quy tắc viết chính tả ngờ đơn hoặc ngờ kép thì khi mà chữ ngờ đơn hoặc ngờ kép này đứng trước các chữ cái y ngắn, e và ê thì chúng ta sẽ viết ngờ kép. Còn các âm còn lại thì chúng ta sẽ viết ngờ đơn. Thì như vậy là các em có thể dễ dàng điền đúng chính tả. Trước tiên các em sẽ quan sát hình thứ nhất. Đây là hình một con ngõ. Vậy thì ở đây chúng ta thấy có từ ngõ hẹp và có phần ọ. Các em sẽ điền chữ ngờ đơn ở trong ô trống thứ nhất. Chúng ta có từ ngõ hẹp. Tiếp theo, với hình thứ hai, chúng ta có hình chú nghé con. Như vậy chúng ta thấy có vần é với chữ e thì chúng ta sẽ điền chữ ngờ kép ở đằng trước vần é để được từ nghé con. Hình thứ ba, Nhung ơi vào đi. Hình thứ ba thì các em sẽ thấy hình ảnh các bạn học sinh đang tập nghi thức đội ở trên sân trường, và ở dưới thì chúng ta thấy rằng có chữ y. Vậy thì chúng ta sẽ điền chữ ngờ kép vào trước chữ y để được từ nghi thức. Và cuối cùng chúng ta có hình ảnh viên ngọc trai. Trong từ ngọc trai thì chúng ta thấy có vần ọc. Vậy thì chúng ta sẽ điền chữ ngờ đơn vào trước vần ọc để được từ ngọc trai. Như vậy thì cô đã vừa hướng dẫn các em thực hiện xong bài tập số 2. Các em sẽ nhớ phần quy tắc viết chính tả của chữ ngờ đơn và ngờ kép để sau này chúng ta sẽ ghi chính tả cho đúng nhé. Bài tập 3, em hãy điền từ hoặc vần cùng dấu thanh thích hợp vào chỗ trống. Chúng ta sẽ có câu như sau. Câu A, các em sẽ điền từ chào hay chào. Câu B, các em sẽ điền từ cháp hay cháp. Câu C, các em sẽ điền vần áp hay áp. Vậy thì với bài tập số 3 này, dựa vào kiến thức mà em đã học về phân biệt chữ chờ hoặc chờ cùng với vần áp hoặc áp thì các em sẽ có thể điền được vào chỗ trống trong các câu. Trước tiên, với ô trống đầu tiên đã có từ cờ thì chúng ta sẽ có từ, thì chúng ta sẽ điền từ chào để có từ chào cờ. Tiếp theo, ở ô trống thứ hai chúng ta có từ tuôn. Vậy thì chúng ta sẽ ghép với từ chào để tạo thành từ tuôn chào. Và ở ô trống thứ ba thì chúng ta sẽ có từ lời. Vậy thì các em sẽ ghép với từ chào để tạo thành từ lời chào. Tiếp theo, các em sẽ quan sát vào câu B. Ô trống thứ nhất chúng ta có từ chua. Vậy thì các em sẽ ghép từ chát để tạo thành từ chua chát. Ở ô trống thứ hai chúng ta có từ vữa. Các em sẽ ghép với từ chát để có từ chát vữa. Ô trống thứ ba chúng ta có từ chan. Các em sẽ ghép với từ chát để tạo thành từ chan chát. Tiếp theo các em sẽ quan sát câu C. Chúng ta thấy có ở ô trống thứ nhất từ cô và chữ bờ. Với ô trống thứ nhất này thì chúng ta sẽ không thể ghép vần áp để tạo thành từ cô bác được, mà chúng ta sẽ ghép với vần áp để tạo thành từ cô bác. Vậy các em sẽ điền vần áp cùng với dấu sắc để tạo thành từ cô bác. Ô trống thứ hai chúng ta có chữ bờ và chữ ngờ đơn. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ không thể dùng vần áp để tạo thành từ bác ngác được,
mà chúng ta sẽ ghép với vần áp để tạo thành từ bát ngát thì mới là một từ đúng chính tả. Và như vậy thì ở ô trống thứ hai này, các em sẽ sử dụng vần áp và dấu sắc để tạo thành từ bát ngát. Ô trống cuối cùng chúng ta có chữ thờ và từ nước. Thì ở đây chúng ta cũng sẽ không sử dụng từ tháp nước mà sẽ dùng từ thác nước. Vậy thì chúng ta sẽ dùng vần áp và dấu sắc để tạo thành từ thác nước. Như vậy thì cô đã vừa hướng dẫn các em thực hiện xong bài tập số 3, điền từ hoặc vần cùng dấu thanh thích hợp vào chỗ trống. Các em sẽ quan sát đáp án mà cô ghi vào trong vở bài tập và hoàn thành vào trong vở bài tập của mình. Các em chú ý sẽ ghi đúng chính tả các em nhé. Tiếp theo, các em sẽ chuyển sang bài tập số 4. Em hãy viết theo mẫu sau. Ở đây thì cô đã viết mẫu cho các em chữ M in hoa và một câu có chứa chữ M in hoa là câu mẹ hiền con thảo. Với bài tập này các em sẽ chú ý các điểm đặt bút mà cô đã đánh dấu để chúng ta có thể ghi đúng các chữ in hoa cũng như các câu có chứa chữ in hoa là chữ M. Thì các em sẽ chú ý ghi vào vở bài tập của mình thật đầy đủ, là nốt và sạch đẹp các em nhé. Tiếp theo, cô và các em sẽ chuyển sang bài đọc 2. Trước tiên chúng ta sẽ thực hiện các câu hỏi của phần đọc hiểu. Để thực hiện được các câu hỏi của phần đọc hiểu này thì các em sẽ quan sát vào sách giáo khoa lớp 2 tập 1 của cuốn sách Cánh Diều, bài đọc Con nuôi, trang 115. Các em sẽ nghe cô đọc bài đọc và sau đó các em sẽ dựa vào nội dung bài đọc để có thể thực hiện được các câu hỏi ở phần đọc hiểu trong bài đọc số 2. Đoạn văn thứ nhất. Một hôm, cô giáo cho cả lớp xem một bức tranh rồi hỏi: các em có nhận xét gì về bức tranh này? Đó là bức tranh vẽ về một gia đình. Trong tranh, một cậu bé có màu tóc và khuôn mặt khác hẳn với mọi người. Hầu như cả lớp đều nhận ra điều này. Hoàng nhanh nhảu giơ tay: thưa cô, bạn này là con nuôi ạ. Đoạn số 2, cô giáo mỉm cười: em nói đúng rồi, nhưng ai có thể nói về tình cảm giữa mọi người trong gia đình này? Cô giáo vừa dứt lời thì Ngọc lên tiếng: thưa cô, em nhận thấy mọi người trong gia đình này rất yêu quý nhau. Em biết vì em cũng là con nuôi ạ. Đoạn thứ 3, con nuôi là gì? Một học sinh hỏi. Không một chút chần chừ, Ngọc kiêu hãnh trả lời: bố mẹ tớ bảo con nuôi không được cha mẹ sinh ra nhưng được nuôi dưỡng và lớn lên từ trái tim yêu thương của cha mẹ. Cô giáo và tất cả các bạn trong lớp dành cho Ngọc một tràng vỗ tay thật ấm áp. Bài đọc theo sách Hạt giống tâm hồn. Như vậy, cô đã vừa đọc cho các em nghe nội dung của bài đọc Con nuôi. Vậy thì dựa vào nội dung của bài đọc này, chúng ta sẽ cùng thực hiện các bài tập ở trong phần bài đọc 2 như sau. Bài tập số 1. Cô giáo cho các bạn học sinh xem bức tranh có nội dung gì. Em hãy đánh dấu tích vào đáp án đúng. Chúng ta có 4 hình ảnh như sau. Thứ nhất là bức tranh một cây cam. Thứ hai là bức tranh một chú chó và một chú mèo ở trong một chiếc thùng. Thứ ba là bức tranh hình ảnh có một gia đình với 5 thành viên. Trong đó thì có một bạn nhỏ. Bức tranh thứ ba là bức tranh một gia đình có 5 thành viên. Và bức tranh cuối cùng, bức tranh thứ tư là bức tranh một bạn nhỏ đang đi tới trường. Với bài tập số 1 này thì các em sẽ quan sát ở trong đoạn văn thứ nhất của bài đọc Con nuôi thì có câu như sau. Một hôm, cô giáo cho cả lớp xem một bức tranh rồi hỏi: các em có nhận xét gì về bức tranh này? Đó là bức tranh vẽ một gia đình. Như vậy thì cô giáo đã cho các bạn học sinh xem bức tranh về một gia đình. Vậy thì các em sẽ đánh dấu tích vào ô trống ở dưới hình ảnh thứ 3 của bài 1. Tiếp theo, các em sẽ quan sát bài tập số 2. Điều gì khiến cả lớp nhận ra trong bức ảnh gia đình có cậu bé là con nuôi? Với bài tập số 2 này thì các em cũng sẽ quan sát ở trong đoạn văn thứ nhất của bài đọc. Thì trong đoạn văn thứ nhất có những câu như sau. Trong tranh, một cậu bé có màu tóc và khuôn mặt khác hẳn mọi người. Hầu như cả lớp đều nhận ra điều này. Như vậy thì điều khiến cả lớp nhận ra trong bức ảnh gia đình có cậu bé là con nuôi. Bởi vì trong bức ảnh thì có một cậu bé có màu tóc và khuôn mặt khác hẳn với mọi người. Vậy thì các em sẽ ghi đáp án này vào trong vở bài tập giúp cô. Đây chính là điều khiến cả lớp nhận ra trong bức ảnh gia đình có cậu bé là con nuôi. Thì các em sẽ ghi vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Tiếp theo, các em sẽ quan sát bài tập số 3. Theo Ngọc, con nuôi là gì? Em hãy đánh dấu tích vào ô trống trước câu trả lời đúng nhất. Chúng ta sẽ có 4 đáp án để lựa chọn như sau. Thứ nhất, không do cha mẹ sinh ra. Thứ hai, do cha mẹ sinh ra nhưng không được cha mẹ nuôi dưỡng.
Thứ ba, do cha mẹ sinh ra nhưng không có được tình yêu thương của cha mẹ. Và thứ tư, không do cha mẹ sinh ra nhưng được nuôi dưỡng và lớn lên từ trái tim yêu thương của cha mẹ. Với bài tập số 3 này thì các em sẽ quan sát vào trong đoạn văn thứ 3 của bài đọc. Ở đoạn văn thứ 3 thì bạn Ngọc đã nói với cô giáo và các bạn ở trong lớp như sau. Không một chút chần chừ, Ngọc kiêu hãnh trả lời: bố mẹ tớ bảo con nuôi không được cha mẹ sinh ra nhưng được nuôi dưỡng và lớn lên từ trái tim yêu thương của cha mẹ. Như vậy, đáp án đúng của chúng ta trong bài tập số 3 sẽ là không do cha mẹ sinh ra nhưng được nuôi dưỡng và lớn lên từ trái tim yêu thương của cha mẹ, là ý kiến của bạn Ngọc về con nuôi. Các em sẽ đánh dấu vào ô trống ở trước đáp án thứ tư. Tiếp theo, các em sẽ quan sát bài tập số 4. Theo em, con nuôi khác với con ruột ở điều gì? Với bài tập số 4 này thì cô sẽ hướng dẫn các em như sau. Con nuôi thì chỉ khác ở một điểm, đó là con nuôi thì không phải do bố mẹ sinh ra nhưng mà vẫn được nuôi dưỡng như con ruột. Còn con ruột thì là do bố mẹ sinh ra. Và dù con nuôi hay con ruột thì trong một gia đình bố mẹ đều rất yêu thương những đứa con của mình. Vậy thì các em sẽ điền vào trong bài tập số 4 như gợi ý mà cô vừa hướng dẫn các em nhé. Tiếp theo, cô và các em sẽ chuyển sang phần luyện tập. Bài tập số 1, em hãy đánh dấu tích vào ô trống đồng ý trước việc làm đúng của bố mẹ, không đồng ý trước việc làm không đúng của bố mẹ trong bảng dưới đây. Thì chúng ta sẽ có một bảng với các cột như sau. Cột thứ nhất sẽ có những câu nói về việc làm của bố mẹ. Cột thứ hai, chúng ta sẽ đánh dấu đồng ý vào những ý mà chúng ta cho rằng đây là việc làm đúng. Và cột thứ ba, chúng ta sẽ có cột không đồng ý để các em đánh dấu vào việc làm không đúng của bố mẹ. Việc làm của bố mẹ thì chúng ta sẽ thấy rằng có những việc làm như sau. Thứ nhất, bố mẹ chỉ dẫn con ruột đi chơi. Thứ hai, bố mẹ mua quà cho cả con ruột và con nuôi. Thứ ba, bố mẹ bắt một mình con nuôi làm việc nhà. Trước hết, ý đầu tiên, bố mẹ chỉ dẫn con ruột đi chơi. Với ý này thì chúng ta sẽ đánh dấu tích vào cột không đồng ý. Bởi vì con ruột hay con nuôi thì các bé sẽ đều được bố mẹ quan tâm như nhau và đều có nhu cầu mong muốn được ra ngoài chơi. Vậy thì bố mẹ chỉ dẫn con ruột đi chơi thôi thì là một điều không đúng, và chúng ta đánh dấu vào vào cột không đồng ý. Tiếp theo, câu thứ hai, bố mẹ mua quà cho cả con ruột và con nuôi thì đây là một việc đúng, bởi vì bố mẹ dành tình yêu thương cho cả con ruột và con nuôi như nhau. Cả con ruột và con nuôi thì đều được bố mẹ mua quà và tặng quà cho. Chúng ta sẽ đánh dấu vào cột đồng ý. Và câu thứ ba, bố mẹ bắt một mình con nuôi làm việc nhà. Đây là một việc làm không đúng, bởi vì con ruột hay con nuôi thì sẽ đều phải làm việc nhà, chứ không thể phân chia là con ruột thì không phải làm, còn con nuôi thì phải làm. Thì như vậy là không đúng, và chúng ta sẽ đánh dấu vào cột không đồng ý. Tiếp theo, em sẽ quan sát bài tập số 2. Em hãy nói lời đồng ý của em trong tình huống sau. Chúng ta có một tình huống như sau. Bạn Dương rủ em cuối tuần tham gia hoạt động trồng cây tại trường. Với bài tập số 2 này thì các em sẽ có nhiều cách nói để thể hiện sự đồng ý của em trong tình huống bạn rủ tham gia hoạt động trồng cây tại trường. Thì cô sẽ có một gợi ý về lời đồng ý trong tình huống này như sau. Mình đồng ý, vậy cuối tuần này mình sẽ cùng cậu tham gia hoạt động trồng cây tại trường. Đây là câu gợi ý của cô về cách các em có thể nói lời đồng ý của mình trong tình huống ở bên trên. Bài tập 3, em hãy khoanh vào chữ cái đứng trước câu theo mẫu ai thế nào. Chúng ta sẽ có 4 đáp án như sau. Đáp án A, mẹ em là giáo viên. Đáp án B, hôm nay em đi học, mẹ đi làm. Đáp án C, ngôi nhà có mái ngói đỏ tươi, sơn màu vàng thật đẹp. Đáp án D, Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam. Với bài tập số 3 này thì các em sẽ nhớ lại nội dung của các dạng câu ai là gì, ai làm gì hoặc là ai thế nào để có thể thực hiện được bài tập 3. Trước tiên chúng ta sẽ quan sát đáp án A, mẹ em là giáo viên. Với câu này thì chúng ta sẽ sử dụng mẫu câu ai là gì, mẹ em là giáo viên. Thì như vậy đáp án A thì không phải là mẫu câu ai thế nào. Em quan sát đáp án B, hôm nay em đi học, mẹ đi làm. Với đáp án B này thì chúng ta thấy rằng ở trong đây có
hoạt động, đi học và đi làm. Như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng mẫu câu ai làm gì. Vậy thì nó sẽ không đúng với mẫu câu ở đề bài đang cần hỏi là ai thế nào. Vậy thì chúng ta sẽ không chọn vào đáp án B. Đáp án C, ngôi nhà có mái ngói đỏ tươi, sơn màu vàng rất đẹp, sơn màu vàng thật đẹp. Với câu C này thì chúng ta sẽ có sự vật là ngôi nhà được miêu tả có mái ngói đỏ tươi, sơn màu vàng thật đẹp. Vậy thì chúng ta sẽ có câu hỏi ngôi nhà thế nào? Vậy thì đáp án C này chính là mẫu câu ai thế nào? Và đáp án D, Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam. Thì với câu D này chúng ta sẽ có mẫu câu Hà Nội là gì? Vậy thì nó cũng không phải kiểu câu ai thế nào. Vậy thì các em sẽ khoanh tròn vào chỉ có đáp án C thôi. Đáp án C thuộc mẫu câu kiểu câu ai thế nào. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 4. Em hãy nối cụm từ ở cột A với cụm từ ở cột B để tạo thành mẫu câu ai thế nào cho phù hợp. Với cột A, chúng ta có những cụm từ như sau: những ngôi sao, mấy chú voi và những trang sách. Với cột B, chúng ta sẽ có các cụm từ: thơm mùi giấy mới, to lớn sừng sững, lấp lánh trên bầu trời, lấp lánh trên bầu trời. Vậy thì với bài tập số 4 này, các em sẽ nối như sau. Trước tiên với cụm từ những ngôi sao thì chúng ta sẽ nối với cụm từ lấp lánh trên bầu trời. Các em sẽ nối cụm từ ở hàng thứ nhất trong cột A với cụm từ ở hàng thứ 3 trong cột B. Tiếp theo, cụm từ mấy chú voi thì chúng ta sẽ nối với cụm từ to lớn sừng sững. Các em sẽ nối hàng thứ 2 của cột A với hàng thứ 2 của cột B. Và cuối cùng, cụm từ những trang sách thì chúng ta sẽ nối với cụm từ thơm mùi giấy mới. Các em sẽ nối hàng thứ 3 của cột A với hàng thứ nhất của cột B. Thì đây là đáp án mà cô đã vừa hướng dẫn các em thực hiện bài tập số 4. Các em sẽ quan sát và nối vào trong vở của mình các em nhé. Tiếp theo, cô và các em sẽ chuyển sang bài viết 2. Ở bài viết 2 này, chúng ta sẽ có bài tập như sau. Em hãy viết 4 đến 5 câu kể về một việc bố mẹ đã làm để chăm sóc em. Chúng ta sẽ có những gợi ý để thực hiện được bài tập này như sau. Em có thể nêu ra việc đó là việc gì, bố mẹ đã làm việc đó như thế nào và cảm xúc của em khi được bố mẹ chăm sóc như thế nào. Với bài tập này thì mỗi bạn sẽ có những việc mà bố mẹ đã làm cho mình khiến cho em cảm thấy ấn tượng và cảm thấy nhớ cũng như cảm động khi bố mẹ đã làm cho em những việc đó. Thì các em có thể dựa vào những sự việc trong cuộc sống hàng ngày của mình để các em có thể viết đoạn văn. Ở đây thì cô sẽ có gợi ý cho các em để các em có thể thực hiện đoạn văn này như sau. Trước tiên, một việc mà bố mẹ đã làm với bạn nhỏ trong đoạn văn mà cô sẽ viết thì đó là khi mà bạn nhỏ bị sốt cao, mẹ đã nấu cháo và bố thì mua thuốc cho bạn nhỏ. Với gợi ý thứ hai thì cô sẽ viết về việc mà bố mẹ đã thực hiện như thế nào như sau. Mẹ thì nấu cháo cho bạn nhỏ ăn, còn bố thì đi mua thuốc rồi dỗ cho bạn nhỏ uống. Và cả đêm ấy thì bố mẹ thay phiên nhau trông nom và chăm sóc cho bạn nhỏ. Cuối cùng thì về cảm xúc của em khi được bố mẹ chăm sóc như thế nào thì cô sẽ viết về cảm xúc của bạn nhỏ. Đó là bạn nhỏ sẽ cảm thấy cảm động và yêu bố mẹ nhiều hơn. Dựa vào những gợi ý mà cô vừa hướng dẫn các em thì cô sẽ có đoạn văn như sau. Đây là đoạn văn gợi ý của cô. Các em sẽ quan sát. Có lần em bị sốt rất cao, bố mẹ là những người đã luôn bên cạnh em và chăm sóc cho em. Mẹ nấu cháo cho em ăn, bố đi mua thuốc rồi dỗ cho em uống. Cả đêm hôm ấy, bố mẹ thay phiên nhau trông nom và chăm sóc cho em. Em cảm thấy rất cảm động và yêu bố mẹ nhiều hơn nữa. Như vậy, cô đã vừa hướng dẫn các em thực hiện xong bài viết 2. Các em sẽ dựa vào gợi ý mà cô vừa hướng dẫn các em cùng với những sự việc hay những hành động mà bố mẹ em đã làm ở nhà để chăm sóc cho em mà em quan sát thấy để các em có thể hoàn thành vào trong vở bài tập của mình các em nhé. Và các em chú ý khi trình bày thì chúng ta sẽ viết thật nắn nót, cẩn thận và đúng chính tả các em nhé. Như vậy, cô đã vừa hướng dẫn các em chữa xong các bài tập ở bài 14, Công cha nghĩa mẹ. Ở các video tiếp theo, cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em chữa bài tập trong cuốn Bài tập hàng ngày tiếng Việt 2 tập 1 của cuốn sách Cánh diều. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở các video lần sau.